theo là một cái câu chuyện rất là hay và cảm động về trùng tang. Mà cái câu chuyện này nó ghê không phải là do ở đây có nhiều người chết, bên cạnh đó còn có nhiều cái sự việc liên quan tới cái vấn đề trùng tang trong một cái dòng họ này. Cái câu chuyện này được kể lại từ một anh, mà anh đó giống như là một Phật tử, một người đệ tử đi theo để mà phò tá cho một cái người thầy rất là nổi tiếng. Chuyện nó bắt đầu kể từ ngày hôm đó, mà anh nhớ không lầm á, lúc đó mới ra Tết được tầm khoảng một tháng à. Tự nhiên á thì có một cái người trung niên tầm khoảng 50 tuổi. Cái ông đó mới tới cái chỗ của thầy á, tự nhiên khóc lóc van xin quá trời luôn. Anh nói khi mà ổng tới, nhìn mặt của ổng rất là hớt ha hớt hải luôn. Mới có ngoài 50 à, mà cái nét khắc khổ nó hiện lên mặt của ổng luôn á, kiểu như là nông dân người ta đi làm lam lũ á. Thành ra là thầy thấy cũng thương thương, thầy mới nói là thôi bây giờ trình bày cho thầy nghe đi. Rồi á, cái ý của ổng muốn nhờ thầy về để mà hộ niệm giùm cho cái xác của bà vợ ổng, tại vì vợ của ổng mới chết. Với lại hỏi thầy cái vấn đề trùng tang ở nhà sao mà chết quá nhiều như vậy. Sau đó thầy mới kêu á, ổng bình tĩnh, đừng có hớt ha hớt hải nữa, ngồi nói chuyện với thầy. Rồi mới trình bày là tên tuổi của vợ ổng, ngày chết, giờ chết hồi nào. Rồi sau đó thầy mới bấm quẻ, thầy tính cái giờ trùng tang thử còn sao. Cuối cùng á, thầy mới thấy cái nhà này á bị dính trùng tang rồi, mà trùng tang rất nặng. Nặng tới nỗi mà theo như thầy nói, đây là trùng tang mà trùng dây á mọi người. Có nghĩa đã không chết thì thôi, mà một khi trong nhà có người chết ngay cái giờ trùng rồi á, thì sẽ chết liên hoàn tiếp theo đó luôn. Thành ra thầy mới hỏi, vậy chớ trong vòng 3 năm đổ ra đây nè, ở nhà anh á, có ai chết chưa, mà nếu chết á, là mấy mạng rồi. Thì cái ông đó ổng vừa khóc mà ổng vừa trả lời. Ông nói thầy ơi, nếu mà ngày hôm nay tính luôn vợ của con á, là 8 mạng rồi thầy. Rồi sau đó bắt đầu thầy mới coi tiếp. Thầy dạch một cái cuốn sổ của thầy ra để mà thầy tra, chứ không phải là thầy muốn nói thì sao thầy nói. Rồi thầy mới hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của những cái thành viên trong gia đình của cái ông đó. Thì thầy mới nói tiếp á, bây giờ về á phải cẩn thận hơn cái người con trai của anh nha. Tại vì cái thằng con trai của anh á, nó là cái đứa duy nhất hạp tuổi với mẹ của nó thôi, mà nó hạp ngày, hạp giờ, hạp tháng luôn. Thành ra cái người tiếp theo có thể là nó chứ không phải ai hết á. Bây giờ anh về nhà, anh để mắt tới cái thằng con trai anh nhiều hơn đi. Rồi á, bây giờ tôi phải làm một cái thủ tục, đó chính là trấn yểm ở ngoài cái ngôi mộ của vợ anh mới được, chứ không làm là không có được đâu. Anh ngồi đó anh chứng kiến, mà anh thấy ổng vừa nói xong mà ổng cứ rơm rớm nước mắt vậy nè, giống như là ổng đau khổ gì lắm vậy đó. Ổng chỉ biết là nhờ thầy thôi, tại vì á nông dân cứ đi làm lam lũ à, đâu có biết những cái vấn đề tâm linh này đâu, tâm sự thì nhờ thầy vậy đó. Sau đó thầy có dặn về một số đồ, rồi ở nhà đợi thầy đi, ghi tên tuổi để lại, rồi cho thầy cái địa chỉ cụ thể, tới ngày tới giờ thầy sẽ qua tới bên nhà. Rồi sau đó cái ông này ổng đi về. Cái ông chồng mà hồi nãy ông vừa tới nhà thầy á, ổng tên là ông Trọng. Rồi tới sáng ngày hôm sau có người chở thầy tới nhà của ông Trọng. Thì lúc đó đang tổ chức cái đám ma cho bà vợ của ổng, thầy cũng đã chuẩn bị một số phù nè, rồi sớ điệp của thầy thầy viết sẵn, thầy làm một cái lễ trấn yểm nhỏ nhỏ ở đó trước. Tại vì á chỉ là trấn yểm ở cái linh cữu này thôi, ở cái đám ma này thôi, chứ còn mà trấn trùng tang trong cả cái dòng họ này á thì đó là một cái vấn đề lớn khác nữa. Rồi ngày hôm đó thầy cũng ở lại cái nhà này, thầy đọc kinh, thầy hộ niệm cho vong linh nè, rồi thầy làm các cái buổi lễ này nọ đó, cho tới khi mà dời cái linh cữu đem đi chôn luôn, rồi tới khi mà làm cái buổi lễ mở cửa mã luôn á. Sau khi mà làm xong, chôn cất xong hết trơn rồi đó, bắt đầu thầy mới tổ chức một cái cuộc họp cho cả dòng họ này á, ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện cắt trùng tang. Tại vì đây không phải là chuyện nhỏ, cần cả dòng họ và có cả tiếng nói chung nữa, cần có sự thống nhất với nhau. Rồi sau đó tất cả mấy anh em cùng nhau tập trung ở nhà của ông Trọng này nè. Rồi ông Trọng á, ông mới giới thiệu với thầy á, là một cái bà chị dâu lớn nhất trong dòng họ. Sở dĩ giới thiệu bà chị dâu đó chính là cái ông anh lớn nhất á, ông đã chết rồi. Do bà Thắm này hiện tại bà vẫn là cái người chị lớn nhất, thành ra thầy mới hỏi bà. Thầy hỏi vậy chứ á, cô có thể nói cho tôi biết là khoảng 3 năm đổ ra đây nè, nhà mình đã có bao nhiêu người chết rồi, nói kể cho tôi biết coi. Bà cũng trả lời lấp lửng lắm, tại vì bà nói là cũng không nhớ rõ đó thầy ơi, tại vì cứ chết liên tục à, cứ một năm thì có một người chết, có năm chết 2-3 người luôn, không nhớ nổi. Dù ở trong nhà có nhiều người chết vậy đó, mà bà cũng tỉnh bơ nha, tại vì chắc cũng lâu rồi. Rồi thầy mới hỏi tiếp, thầy hỏi vậy chứ có nhớ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của mấy người này hay không? Bà mới nói mấy người nào mà mới chết 1-2 năm đổ ra đây thì còn nhớ, chứ 3-4 năm trước không có nhớ nổi. Một hồi không biết sao á, thầy bắt đầu tính nhẩm sơ sơ, cái thầy mới nói á, như mà tôi đã nói với ông Trọng rồi á, cái nhà này á bị trùng tang rất nặng rồi, mà bị trùng dây nha. Bây giờ á chỉ có một cái cách duy nhất, đó chính là đi yểm mộ từng cái ngôi mộ này nè, yểm xong hết trơn rồi á phải làm từng cái buổi lễ cúng trùng tang. Mà tôi nói trước á, một cái buổi lễ á tốn rất nhiều chi phí, không phải chi phí tôi lấy tôi ăn đâu, mà cái chi phí á nó đổ vào những cái đồ để mà mua đồ cúng, đồ lễ nè, rất là nhiều thứ luôn, không phải một cái buổi lễ mà đơn giản đâu. Do đó thì cả nhà cũng phải cân nhắc về cái chuyện tiền bạc, chứ nếu như mà không làm á thì ở nhà này á chắc chắn sẽ có người chết nữa đó. Rồi lúc đó cái bà Thắm này nè, bà mới nói ủa vậy hả thầy, tại vì nhà hồi đó vợ đâu có biết cái chuyện mà yểm bùa này nọ đâu, đâu có rảnh mấy cái chuyện này. Nhưng mà làm tôi thấy á, ông chồng của tôi á ổng cũng chết yểu á thầy, hồi 3 năm trước á tự nhiên ông chồng của con ổng bị cảm lên, cái ổng giật giật là ổng chết luôn à thầy, mà con cũng đâu có biết cái chuyện trùng tang là cái gì đâu. Với lại á sau đó 3 năm là mới 1-2 tháng trước nè, con cũng đã bóc mộ của ổng, làm cho ổng một cái mã khác nó đàng hoàng, nó đẹp hơn rồi, mà bây giờ nếu mà làm lễ cắt trùng tang này nọ đó thì chi phí cũng nhiều quá, thấy cũng ngán tiền quá thầy ơi. Thầy mới nói thầy đó, chính vì như vậy mà phải cần cái sự thống nhất của anh em trong gia đình, thôi tùy mọi người quyết định đi, tôi á thì tôi nghe theo mọi người đó. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ một hồi á thì hầu như đa số không có ai chịu làm hết trơn á, tại vì á cái ông anh thứ ba
thì ông mới nói là trời ơi chết rồi mà còn yếm gì nữa, thôi khỏi làm đi. Còn cái ông anh thứ năm á, ông mới nói thôi bây giờ á, ai chết rồi thì thôi, còn tôi nè, tôi còn sống thì thôi, tôi không có làm gì hết á, tôi chỉ biết là hiện tại tôi còn sống thôi, chừng nào mà tôi chết á thì thôi. Rồi cái ông anh thứ sáu á, ông còn nói thôi đứa nào làm thì làm nha, nhà tao không có làm gì hết á, tại vì hồi đó giờ tao không có giờ tao tin mấy cái chuyện này đâu, mà tao thấy á, sống chết là cái chuyện đó của ông trời ông định đoạt rồi, tụi bay á đừng có đưa cái sinh mạng mình cho mấy cái ông thầy này á, ông định đoạt giùm, không có tác dụng gì hết trơn á, thôi tụi bay đừng có nghe lời ông, thôi tụi bay làm đi, tao không có làm. Rồi anh em bạn bạn sau đó không biết, cuối cùng là không có ai chịu hết ngoại trừ cái ông trọng này thôi. Rồi cuối cùng là thầy không có làm cho những cái người đó, tại vì người ta không có đồng ý. Thành ra đó thầy cũng đợi tới cái ngày 49 của bà vợ ông trọng á, thầy qua nhà của ổng, ổng cũng đồng ý làm một cái buổi lễ để mà cắt trùng tang và trấn yểm ở ngoài cái mã của vợ ổng. Thầy thấy mặc dù gia đình của ông trọng này á, ổng nghèo nhưng mà ổng sống rất là tình nghĩa, cho nên thầy cũng hết mực giúp đỡ gia đình ổng. Với lại thấy ổng á gà trống nuôi con, vợ mới chết thì thầy cũng rất là thương. Mặc dầu cái buổi lễ nó rất là tốn kém, mua sắm này nọ rất là nhiều luôn. Cái quá trình mà cúng trùng tang của thầy nó nhiều, nó phức tạp tới nỗi mà anh không thể nào anh diễn giải ra hết luôn á. Nói chung cúng có thể nó kéo dài hơn một ngày luôn. Cái ngày mà thầy làm lễ cắt trùng ở nhà của ông trọng lần đầu tiên đó là ngày 49, tới ngày thứ 100 á thầy vẫn tới nhà thầy làm một lần nữa thì nó mới hết tuyệt luôn. Cái ngày hôm đó thầy làm xong á, thầy lại chạy tới một cái chỗ khác để mà hộ niệm giùm một cái người quen của thầy, người đó cũng mới vừa mất. Vừa tới cái chỗ đó thôi á, thầy bất ngờ lúc này ông trọng á, ổng lại điện cho thầy. Ổng nói thầy ơi, nhỏ con dâu của ông anh thứ ba con của thầy nó mới vừa chết rồi thầy ơi. Mặc dù thầy không hề có thời gian nhưng mà thầy vẫn hỏi coi á, tại sao mà nó chết. Thì ông trọng mới nói là tại vì ngay cái ngày hôm nay nè, là cái ngày đầy tháng con của nó vừa thắp nhang chút xíu thôi à, nó ngã ra đất, rồi mọi người cũng ẩm nó chở nó vô bệnh viện để mà cấp cứu. Do đó thì bác sĩ người ta nói á, ở trong cái não của nó có khối u mà chưa có ai phát hiện hết trơn á, bây giờ cái khối u này á nó bể ra rồi, nó đứt mạch máu não hết trơn rồi và chết, đưa con nhỏ này về nhà thầy ơi. Sở dĩ mà hôm nay á ổng điện cho thầy á, đó chính là ngày hôm nay đúng cái ngày 100 ngày của vợ ổng mà cái đứa cháu dâu á nó lại chết như vậy nữa, thì ổng thắc mắc không biết á có phải do trùng tang hay không. Cái cô con dâu này á cũng còn rất là trẻ, mới có ngoài 20 tuổi à, là con dâu của ông anh thứ ba, chính là cái ông anh mà ngày trước á đã bác bỏ không có chịu cắt trùng tang đó mọi người, tại vì ổng không có tin. Cái mà ông trọng này ổng đang lo lắng á là không biết có phải vợ của ổng là cái người về bắt cái cô gái này đi hay không. Nhưng mà thầy trả lời á, không phải là vợ của anh đâu, tại vì á riêng cái ngôi mã của vợ anh á là tôi đã trấn yểm rồi, không thể nào vợ của anh về bắt thêm một người nữa đâu. Chỉ có những cái ngôi mã nào của những người đã chết trong dòng họ của anh vì bị trùng tang á mà họ chưa được trấn yểm á, thì những cái người chết đó mới về để bắt thêm người mới này thôi. Một hồi sau khi mà thầy coi ngày sinh tháng đẻ rồi ngày giờ chết của cô dâu tên là Trúc này á, thì thầy mới nói á, cái cô gái này nè cũng bị bắt vì trùng tang, nhưng mà riêng 49 ngày á thầy phải qua bên đây để mà thầy làm một cái buổi lễ trảm ba tiêu, may ra thì mới có thể cắt trùng tang được, tại vì cô này rất là mạnh nha. Cũng không biết để diễn tả cái trảm ba tiêu là nó như thế nào, nhưng mọi người có thể xem hình nha. Đây là một cái thủ tục để mà người ta trừ tà, đặc biệt á là cắt trùng tang đó mọi người. Thầy cũng rất là muốn vô nhà đó để mà tụng kinh cho cô Trúc này, nhưng mà do thầy đang có công chuyện, thầy nhờ anh qua bên đó. Khi mà anh qua tới bên này á, anh mới thấy là ở chỗ cái hòm của cô gái tên Trúc á, tự nhiên nó xuất hiện một con bướm. Cái con bướm rất là đen mà to lắm, nó bay nó đậu lên trên cái tấm hình thờ á, ngay trước cái đầu hòm á, rồi bắt đầu á, nó bay trong cái phòng ngủ của cổ. Mà trong cái phòng ngủ này đó có một cái thằng con nhỏ của cổ, cổ mới đẻ ra hôm qua là cái ngày đầy tháng của nó đó. Lạ một cái á, là kể từ khi con bướm này nó bay vô nó đụng lên cái người của thằng nhỏ, cái thằng nhỏ nó khóc, nó đang ngủ gì đó nó cựa quậy nó khóc lên á, thì bà nội của nó chính là bà mẹ chồng của cái cô gái này nha mới ẵm thằng nhỏ lên mà khóc quá trời, nói Trúc ơi Trúc sao mà con chết sớm như vậy Trúc, con bỏ con ở đây nè, mới hôm qua con còn cho con của con bú mà Trúc, sao mới bây giờ á con chết như vậy rồi, con bỏ mẹ rồi con bỏ con của con vậy sao. Trong suốt mấy ngày làm đám tang thì mọi người á cũng tụng kinh hộ niệm cho cái vong hồn của cô Trúc này. Tuy nhiên riêng cái con bướm á, nó vẫn đậu ở cái hòm này hoài luôn. Tới khi mọi người á di quan đem cái hòm đi chôn á, con bướm nó cũng bay theo ra tới ngoài đó luôn. Rồi sau khi chôn cô này á, cái thằng nhỏ con nó không có chịu bú, nó cũng không có chịu ngủ gì hết trơn á. Nó quậy hoài vậy đó, giống như nó nhớ mẹ, nó thèm bú vú mẹ của nó hay sao á. Thì cái bà mẹ chồng á, bà mới dỗ thằng nhỏ hoài à. Bà vừa dỗ, bà vừa nói á, bà nói Trúc ơi, nếu mà con á có sống khôn thác thiên á, con về con phù hộ cho thằng nhỏ nó được mạnh giỏi đi con. Nó ăn no nó chống lớn chứ bây giờ á, nó khóc la hoài à, mẹ đâu có chịu nổi đâu, rồi sao nó lớn được. Dái xong như vậy đó thì thằng nhỏ nó im bặt luôn, nó ngủ khò khò và nó bú bằng cái sữa bình đó mọi người. Mặc dù vậy đó nhưng mà thằng nhỏ này á có bao giờ nó chịu ngủ ngon đâu, cứ ngủ giữa đêm là nó giật mình, nó khóc thút thít, nó khóc hết thích vậy đó, giống như là nó giận cái gì á, tại vì nó nhớ mẹ nó hay sao á, với lại mẹ nó cũng mới vừa chết mà, nó đâu có hơi mẹ nó đâu, rất là tội nghiệp luôn. Rồi nhiều khi á không có chịu uống sữa bình, cứ ngậm chút á rồi dứt ra vậy đó, tội nghiệp dữ lắm. Rồi mọi người cũng thay phiên nhau để mà dỗ nó ngủ, người ta nói chắc nó bị dính cái vía của mẹ nó thành ra nó khó nuôi vậy thôi. Tới khi mà chị Trúc này á, chị mất được khoảng 3 tuần. Thì lúc này ở đối diện nhà của chị á, có nhà của một cái bà kia. Bà đó cũng có một cái đứa con dâu, nhưng mà cái người con dâu này á, mới vừa sanh em bé, rồi ở nhà của bà để mà ở đó nuôi cái đứa em bé này luôn. Cái chị nhà bên đó do là cũng có con nhỏ mà, cái phòng của bà sát cái cửa sổ luôn, cũng mở ra gì đó cho nó mát. Cái bữa tối hôm đó đó, là thằng nhỏ con của bà tự nhiên nó khóc lên. Bà cũng thức dậy cho nó bú, rồi thay tả cho nó, bắt đầu bà mới đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong á, bà quay lại, hai mẹ con cũng ôm nhau ngủ. Tự nhiên đang nằm ngủ á,
Cái chị ở bên nhà bên đó mới nghe một cái tiếng kêu, mà cứ kêu là chị Nga ơi, chị Nga ơi, chị Nga, chị Nga nghe em nói không chị Nga, kiểu như là ai đứng ngoài cửa sổ mà nói giọng vô vậy đó. Cái chị này cũng thò đầu ra nhìn ra ngoài mà không thấy ai hết trơn á, rồi cũng nằm tiếp. Qua tới đêm hôm sau, cái chị Nga này á, 1 giờ bà cũng lật đật thức dậy, bà thay tả cho thằng con của bà. Thay tả xong á, bà nằm xuống bà ngủ, thì bà cũng nghe cái tiếng kêu như đêm hôm qua nữa, mà cứ kêu á, chị Nga, chị Nga, chị Nga ơi, chị Nga nghe em nói không, em chết rồi chị Nga ơi, em chết rồi chị, mà con của em nó còn nhỏ quá à, nó tội nghiệp quá à, nó không có sữa bú, chị cho em miếng sữa được không chị? Khi đó thì chị Nga cứ tưởng đâu là cái người này ngoài cửa sổ không à, bà cũng nghĩ ra, bà nhìn nó thì không thấy ai hết. Bà lại nghe tiếp thì bà quay ra cái cửa phòng á, thấy một cái người con gái đứng ngay cửa phòng của bà luôn. Mà lúc này do là tối quá đi, bà không thể nào thấy được cái cô gái này mặt mũi ra sao trơn á, chỉ thấy là tóc dài thôi mà đứng rủ rượi ở đó vậy đó, cứ kêu chị Nga ơi hoài. Bà mới sợ quá rồi, sợ bà la làng lên một cái thiệt là lớn vậy đó. Cái mẹ của bà mới chạy vô hỏi gì vậy con, thì bà nói là mẹ ơi, mẹ thấy ông ngay trước cửa phòng của con á, hồi nãy con thấy ma mẹ. Rồi sau đó chị Nga này mới kể lại cho mẹ của chị Nga biết. Sau một hồi á, thì mẹ của chị Nga mới nghĩ có khi nào là con Trúc nhà kế bên á, nó mới chết rồi nó về á, nó xin sửa cho con nó không trời. Có lắm mà nghe, thiệt, đúng thiệt, đó là vong hồn của chị Trúc. Sáng hôm sau á, bà cũng qua bà nói chuyện với mẹ chồng của chị Trúc á, thì biết ra là con Trúc nó về nó xin sữa của con Nga. Rồi sau đó do là chị Nga cũng nhiều sữa quá đi, bà mới dắt một chút sữa, bà đem qua cho con của chị Trúc uống đỡ. Rồi cái chuyện mà chị Trúc này về xin sữa cho con bú, nó cũng truyền tới tai thầy và anh. Rồi hai thầy trò cũng bàn tán về cái vong linh của chị Trúc này á, thầy mới nói là đúng, cái trùng tang nó cũng có rất là nhiều loại. Ví dụ mới có một cái trường hợp trùng tang kia, mới chết có 2 ngày à, thì kéo theo một cái người trong nhà của mình chết chung. Rồi cũng có thêm một trường hợp chết xong về nhà phù hộ cho người nhà, đỡ dùm những cái tai nạn ở trong nhà. Riêng cái cô Trúc này á, mặc dù cổ không có dính dáng gì trong cái dòng họ này hết, cổ là con dâu mà, tuy nhiên do cổ hợp tuổi hợp vía và cổ làm con trong cái nhà này rồi á, cổ cũng đã bị dính cái trùng tang này luôn. Cho tới khi mà cái chết của chị Trúc này xảy ra rồi á, thì bên gia đình của ông Trọng này mới tin những cái chuyện này xảy ra và tin về trùng tang. Do đó cũng nhờ thầy á, cắt giùm trùng tang sau cái ngày 49 của cô Trúc. Và như thầy đã nói, tới cái ngày đó thầy cũng làm một cái buổi lễ cắt trùng tang, mặc dù tốn kém chi phí nhưng mà phải làm. Và thầy phải làm cái trảm ba tiêu để mà cắt những cái hung thần, tại vì đây là một cái trùng rất là nặng rồi. Tuy nhiên theo như thầy á, thầy sẽ tiến hành cái buổi lễ vào cái ngày thứ 47, lúc nào cũng trước 2 ngày hết trơn á, mà lý do tại sao á, thì thầy không có nói. Rồi tới cái ngày thứ 47, thầy cũng qua bên nhà chồng của cái chị Trúc này nè, làm cái buổi lễ cắt trùng tang giùm cho chị. Thì ngày hôm đó thầy làm cái buổi lễ rất lớn, làm từ sáng tới 10 giờ tối chưa xong nữa. Anh nhớ rất rõ, tầm khoảng 2 giờ chiều thì có một cái sự việc xảy ra như vậy nè. Tại vì có một cái đứa em chồng của chị Trúc này ngồi kế bên cái bàn thờ vong, là cái bàn thờ vàng vàng đó, ngồi kế bên đó khóc quá trời. Một hồi thì mới bị cái chị Trúc này chỉ về, chỉ dựa vô, chỉ nhập. Sau khi mà nhập vô rồi đó, cái chị Trúc này mới chạy lại ôm chồng của mình chầm chầm vậy nè, và nói cho chồng mình biết một cái chuyện. Nhập vô cái người em chồng mà ôm chồng mình vậy nè, nói mà khóc quá trời khóc luôn. Nói anh Tiến, em biết anh còn qua lại với chị Linh đúng không anh Tiến? Hồi đó đó, cái chị Linh á, chỉ phản bội anh, thành ra anh mới bỏ chị. Bây giờ á, anh cưới em rồi nè, chị nhắn tin chị muốn quay lại, anh cũng quay lại với chị nữa, mà anh lừa gạt em, anh không nói. Cái lúc mà em đang mang bầu á, em biết rồi, nhưng mà em muốn con của em á, nó có cha, em không có làm lớn chuyện lên thôi. Vậy thì tại sao á, anh giấu em, anh qua lại với chị Linh hoài vậy anh Tiến? Nhưng mà bây giờ em chết rồi, em cũng không có còn giữ anh được nữa đâu, con mình nó còn nhỏ, thôi anh thương nó giùm em trước đi anh. Cái ngày mà đầy tháng con mình nè, anh đi chơi với chị Linh mà anh giấu em, anh dụ em, anh nói là anh đi giao hàng. Cái lúc mà em chết á, em biết hết á, em chết rồi á, anh vừa ẵm con mà anh lấy điện thoại á, anh điện cho chị Linh, anh nói Linh ơi, con Trúc nó chết rồi Linh. Tại sao vậy chứ anh, em đẻ con cho anh á, em đâu có phản bội anh đâu, mà bây giờ á, em lại nhận cái kết cục như vậy chứ. Rồi nhiều đêm á, con em nó ngủ, nó thiếu sữa mẹ, em thấy tội quá mà em không biết làm gì hết á, em qua nhà người ta, em xin sữa cho con mình nó bú đó, anh đâu có biết đâu, em đâu có dám lại gần con mình đâu, sợ con mình nó lạnh. Rồi sau khi cổ nói vậy đó, cái anh chồng anh chỉ biết đứng chết chân ở đó, anh khóc thôi, khóc rất là nhiều và không nói được một lời nào nữa hết. Tại vì á, cái chị Trúc này nói quá đúng rồi. Một hồi á, chị quay qua, chị ôm mẹ chồng của chị, rồi chị khóc quá trời khóc luôn. Thật sự anh và cả thầy, những người chứng kiến cảnh đó, không ai mà không cầm được nước mắt hết trơn á. Đau lòng nhất là tự nhiên lại dính cái dây trùng tang bên nhà chồng của mình, bây giờ mình phải chết, mà chết rồi á, lại còn thấy chồng của mình á, ân ái với người khác nữa. Thế là tới nước này á, chỉ có gia đình chồng của chị Trúc này á, là chịu cắt cái trùng tang và bỏ tiền ra làm lễ thôi, còn những người khác thì chưa có làm nha. Thành ra sau cái chết của chị Trúc này á, 2 năm sau có thêm 2 cái chết trong dòng họ này nữa, ở cái người anh thứ 7 và người anh thứ 8. Mà 2 người chết này toàn là thanh niên trai tráng không à, tự nhiên bị cảm cái đổ ra rồi chết vậy đó. Khi mà chết xong rồi á, tới nước này những cái người anh em đó mới biết ra là tin trùng tang rồi. Tuy nhiên khi đó thầy mới kêu là thôi đem lên chùa Hàm Long đi rồi làm lễ cho nó đi. Rồi người nhà cũng không có chịu nữa, nghĩ là lên đó chắc tốn kém dữ lắm, rồi làm lễ lọc này nọ tùm lum lu bu nữa, thôi không có làm. Rồi không biết là về nằm đêm suy nghĩ, rồi thấy sợ sợ hay sao đó, mà cuối cùng cũng đã liên hệ với thầy, nhờ thầy làm giùm và trấn yểm luôn một lượt 8 ngôi mộ này luôn. Thầy cũng làm một cái buổi lễ thật là lớn để yểm cả 8 ngôi mộ này, thì sau đó đúng 3 năm không còn cái chết nào nữa cả. Chung quy lại thì tổng số người chết trong cái dòng họ này không chỉ 8 người mà có tới 11 người lận. Tuy nhiên đã có 3 người làm cái buổi lễ trấn yểm trước rồi, còn lại 8 người thầy chưa có làm, tới bây giờ thầy mới làm thôi.
Sau cái sự việc chết chóc ở trong cái dòng họ này thì em mới thấy là trong cái cuộc đời này nè, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra mà dù mình tin hay không tin, nhiều khi mình cũng không thể nào giải thích được đó mọi người. Kiểu như là trùng tang thì nó cũng có rất là nhiều loại, nhiều khi mình chỉ nghĩ đó là trùng hợp thôi đúng không, nhưng thực ra về khía cạnh tâm linh nó không phải như vậy. Trong cái dòng họ này lại chứng kiến thêm một cái câu chuyện hết sức đau lòng nữa, đó chính là một cái người mẹ trẻ mới vừa đẻ con mình có 1 tháng chết rồi. Chết rồi mà thấy thương con mình quá, phải đi xin sữa của người ta về cho con mình bú. Bởi vậy thì mới thấy cái tình mẫu tử nó thiêng liêng tới cỡ nào. Tầm khoảng 2 tháng sau thì vô tình anh đi ngoài đường anh có thấy cái anh chồng của chị Trúc mới vừa chết này nè, đi cặp kè với một cái cô gái khác. Nhiều khi anh thấy cũng chướng mắt lắm, vợ mình mới chết mà có thể làm cái hành động như vậy đó. Tuy nhiên cái chuyện thiên hạ thì anh cũng không có còn bàn tới nữa, ai làm gì thì làm. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc.